Xin chào các bạn đã đến với câu chuyện Tình đầu chọn tôi rất ngọt do Đam Mỹ Tưởng Truyền thực hiện tập 2. Tối muộn tan học, bên ngoài lục trung có rất nhiều xe đưa đón, còn có nhiều tiểu thương di động bán đồ ăn vặt, mùi hương rất quyến rũ. Cửa hàng sách vẫn chưa đóng cửa, hơn nữa lúc này còn rất đông người. Cậu đi vào theo danh sách mà cán sự môn anh đã viết cho, nhanh chóng tìm được sách luyện tập, lại mua thêm một ít vở. Nhưng mà học sinh đợi tính tiền rất đông, cậu phải xếp hàng tận 10 phút. Trả tiền xong, cậu lại nhận được tin nhắn điện thoại của bố cậu, Đinh Triệu Văn. Báo danh chưa? Gặp hiệu trưởng Chu chưa? Vâng, con vừa mới tan lớp học. Đinh Nhuận nghiêng đầu kẹp điện thoại, tay nhét một đống lớn sách luyện tập vào cặp. Cặp nhất thời phồng lên như một khối bột mì lên men quá mức. Trường học thế nào? Thầy cô thì sao? Có đủ tiền tiêu không? Đều rất tốt, cậu dừng một lúc. Tiền đủ tiêu. Đinh Tiết Nhuận lần đầu tiên đi xa nhà như vậy, nhưng cuộc đối thoại của hai bố con vô cùng xa cách, chưa tới một phút trò chuyện đã chấm dứt rồi. Quan hệ giữa cậu và bố từ bé đến lớn đều tương đối mỏng manh. Đinh Thiệu Văn bởi vì mẹ của Đinh Tuyết Nhuận có chút thiếu hụt về sinh lý, từ khi quen biết tới nay vẫn luôn đối xử với bà rất tốt, sau đó kết hôn lại càng đối xử tốt với bà hơn. Từ nhỏ Đinh Thiệu Văn đã giáo dục con mình phải biết hiếu thuận mẹ. Có lẽ là do tinh lực của một người con người có hạn, tốn nhiều tâm tư và thời gian trên người vợ mình, cho nên bỏ qua con trai. Tới khi nhận ra được đứa con đã lớn rồi, đã hiểu chuyện, làm gì cũng không cần người khác phải quan tâm, tự lập tới mức đáng sợ. Lúc này ông muốn bù đắp, nhưng dù thế nào cũng không thể thân thiết được với đứa con này. Sau khi mẹ Đinh Nhuận qua đời, mối quan hệ của bố con họ rơi vào lãng băng. Không được bao lâu thì xảy ra chuyện, Đinh Nhuận chuyển đến lục trung của thành phố này. Hiệu trưởng Chu là bạn học đại học của Đinh Thiệu Văn, hai người đều học chuyên ngành sư phạm. Từ hiệu sách Văn Hiên đi ra ngoài, cậu nhìn thấy trên người ngoài che ô mới phát hiện trời lại mưa rồi. Bởi vì phải mua một số lượng lớn sách tập luyện, cho nên cậu đổ hết đồ vào trong cặp sách ra, không ngờ tới trời lại mưa. Đứng trước cửa hiệu sách, một tay cầm cặp sách đầy sách bài tập, một tay vươn ra thử thăm dò xem trời có mưa to không. Trận mưa này nặng hạt hơn so với mấy trận trưa buổi chiều, mưa như chút nước, giảm mưa sang phía bên kia chỉ sợ ướt cả người mất. Đinh Tuyết Nhuận nhìn thời gian, 10 giờ học sinh trọ trường tan tự học, như vậy nhất định 10 giờ cậu phải về, bây giờ mới có 9 giờ 20. Đinh Nhuận quay lại hiệu sách, ngồi xuống khu đọc, lấy ra một cái bút, lấy bừa một quyển sách lập tuyển để làm. Cậu nhiều lần ra ngoài xem mưa ngớt chưa? Tới 9 giờ 50, quả nhiên mưa đã ngớt. Lần này Đinh Nhuận không do dự bước về. Cậu đi dưới những mái hiên, hướng về phía đối diện trường học. Tiếng cần gạt nước, tiếng bánh xe đi vào vũng nước cùng với tiếng còi xe đêm khuya hòa vào nhau. Nhìn thấy đèn xanh sáng, ô tô dừng trước lối đi bộ, cậu mới vọt vào màn mưa. Phía nam ẩm ướt thường hay mưa, cậu không biết rằng phương Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa cũng như thế. Đinh Nhuận chạy qua lối đi bộ, vừa tới phía đối diện, đằng sau có tiếng gầm rú của một chiếc xe máy lao vào vũng nước bùn đất, nháy mắt bắn lên sau của Đinh Tiết Nhuận. Cậu dừng bước ở phía trước, chiếc xe máy đột nhiên phanh lại. Người lái xe thân hình cao lớn đội nón bảo hiểm màu đen quay đầu lại, dường như nhận ra mình đã tạo thành sự cố. Người kia không xuống xe, cũng không lấy mũ bảo hiểm xuống, hô một tiếng cho mưa. Này, cậu không sao chứ? Đinh Nhuận cả người bị dính nước mưa ướt đẫm, từ đầu tới chân đều là nước, còn may cặp sách không thấm nước, nhưng mà kính của cậu bị rớt rồi. Bên trên có vô số giọt nước, hoàn toàn không nhìn rõ. Cậu cũng không quan tâm mưa, tháo kính xuống lau đi những hạt nước trên. Lầu Thành nhìn thấy cậu không mang ô, vẫn đứng ở chỗ cũ, hai chân anh đạp xuống đất, lùi xe máy vào vỉa hè. Anh đội mũ còn mặc một bộ áo da, không có cảm giác với mưa. Nhìn thấy sau lưng bạn học toàn là bùn, có chút náy náy. Lấy cái ô mở ra cho cậu. Xin lỗi làm bẩn quần áo của cậu rồi. Tôi trả tiền giặt nè. Không sao, áo trên người của Đinh Tuyết Nhuận toàn là nước, kính mắt thì càng lau càng ướt. Cậu vừa lấy khăn giấy ra lau, vừa quay đầu nhìn tên đầu sỏ đã gây ra chuyện. Cậu cần không nặng lắm, trong người đội mũ bảo hiểm màu đen ở trước mặt cậu chỉ là một mảnh mơ hồ không rõ. Bây giờ Lâu Thành mới nhìn rõ mặt cậu. Anh là người không hay nhớ rõ mặt mũi của người khác.
Nhưng diện mạo của học sinh chuyển trường làm cho người ta dễ dàng nhớ tới, bởi vì trên mặt cậu toàn là vết thương, cũng chưa tới mức mặt mũi bầm dập, nhưng khóe miệng và hai má đều có chút bầm tím. Lâu Thành từ khi lên cấp 3 đã không còn đánh nhau nữa, nhưng mà từ bé tới giờ trên phương diện vũ lực cũng chưa từng thua, cho nên tới bây giờ cũng chưa từng bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà có lẽ học sinh chuyển trường đánh nhau mang kính, nên xung quanh mắt không có vết thương nào. Hai mắt vừa to vừa sáng, giống như người bị cận thị khác, có chút mông lung không có tiêu cử. Còn người đen kia thì liếc nhìn một cái, sau đó buông lông mi, lau cặp kính mắt, lông mi buông xuống vừa dài cũng ướt sũng, tóc vì mưa ướt nên dính vào trán, thoạt nhìn cũng đáng thương. Lâu Thành cách kính chắn gió của mũ bảo hiểm, nhìn thẳng đối mắt to đen của cậu thấp giọng hỏi, thực sự cậu không sao chứ? Giọng nói trầm thấp của anh làm người ta khó quên. Buổi chiều vừa nghe qua không tới mức quên nhanh như vậy. Đinh Nhuận dừng lại một chút nói không sao, cúi đầu đeo kính lên. Lâu Thành ừ một tiếng, nhét cán ô vào tay cậu, trả lại cho cậu. Mang căng tay ra vào, bàn tay nắm lên xe tay ga máy. Lâu Thành nổ máy. Tiếng xe máy ồn ào của anh có chút vui tai. Trong tiếng chuông báo tan học cuối cùng của trường, Đinh Nhuận đứng tại chỗ, cầm lấy chiếc ô cũ của mình đã dùng vài năm, nhìn theo ánh đèn xe máy mờ ảo rẽ vào khu chung cư xa hoa bên cạnh. Đinh Nhuận rời nhà vội vã, hơn nữa từ Nam ra Bắc cậu không mang theo rất nhiều thứ, quần áo cũng mang ít. Đinh Triệu Phan nói đợi khi cậu tới rồi sẽ gửi quần áo mùa đông cho cậu, về phần thuốc cậu càng không mang theo. Cậu trở lại phòng ký túc mới, quả nhiên không có ai. Như đàn anh khóa trên vừa chuyển đi nói, sợ rằng căn phòng ký túc này sẽ trở thành phòng riêng của một mình cậu. Cậu đun nước nóng tắm rửa, đi ra đầu tóc còn chưa lau khô, ký túc xá đã nhanh chóng cắt điện. Đinh Nhuận nhớ tới lời của quản lý ký túc xá nói với cậu, 11 giờ đóng cửa, 12 giờ cắt điện, các em muốn làm bài tập có thể xuống tầng 1, tầng 1 có phòng tự học để điện cả đêm. Cậu thay quần áo xuống tầng 1 vào phòng tự học. Không ngờ tới trong phòng tự học không lớn lại có rất nhiều người. Bên trong an tĩnh chỉ có tiếng ngòi bút sàn sạt trên giấy. Đêm khuya, quản lý ký túc xá sẽ tới phòng tự học nhắc nhở mọi người thời gian. Các em nghỉ sớm đi, bài tập chưa làm xong, ngày mai tới phòng học, làm sớm một chút. Tuyết Nhuận bình thường muộn nhất là 12 giờ mới ngủ, nhưng cậu vẫn chưa làm xong bài tập 6 môn mà tuần trước các thầy cô giao cho. Trước đây cậu đều tự học, đã học xong chương trình cấp 3 từ sớm rồi, là bài tập của lớp 11 cũng tương đối dễ dàng, cho nên cậu nháp rất ít, chỉ cần phải nét bút ít ỏi đã có thể tính ra được đáp án. Trên thực tế làm những đề này cũng không có nhiều tác dụng đối với cậu, hơn nữa cậu còn đang mệt, càng làm về sau mí mắt càng chiếu xuống, đầu có chút choáng váng cũng không biết có phải vì dầm mưa không. Cho nên Đinh Nhuận cũng không muốn lãng phí thời gian, cậu mở đáp án của sách luyện tập ra. Trừ bỏ những đáp án bị lược bớt, cậu chép tất cả những đáp án khác lên. Một rưỡi sáng, hơn nửa học sinh trong phòng tự học đều đi cả rồi. Đinh Nhuận cũng đã buồn ngủ. Cậu nhắm mắt, nhắm mở, mở một tay chống má, tay kia thì chép đáp án như bay. Một nam sinh đột nhiên đi tới bên cạnh cậu. Chép đáp án khác gì cậu không làm đâu. Đinh Nhuận ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Nam sinh này đeo kính, trên mái còn có mấy hạt đậu thanh xuân, khuôn mặt thì học bá nhá nhặn. Tớ là lớp phó học tập của lớp 4, cậu là Đinh Nhuận, học sinh mới chuyển trường phải không? Lớp phó học tập còn nghiêm túc khuyên nhủ, chép đáp án không tốt đâu, đối phó với thầy cô không có ý nghĩa gì. Đinh Tiết Nhuận cũng khẽ cười, tay còn tiếp tục chép, cậu chép nhanh những nét chữ vẫn đẹp như ban đầu. Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Thấy cậu vừa đồng ý với mình, tiếp tục ngoan cố, lớp phó học tập sắc mặt cứng đờ. Đối phó với thầy cô là tự lừa dối bản thân mình, bạn học như vậy không tốt lắm đâu. Lớp phó học tập rất xem thường loại học sinh như thế này, không biết làm bài tập còn chép đáp án, không biết làm thì đừng làm, giống như Lâu Thành đấy, không làm cũng không nộp. Đinh Nhuận không nhìn lớp phó nữa, cậu uống một ngụm nước, giọng nói hơi khàn. Những bài này tớ đều biết làm, cảm ơn lớp phó học tập, tớ không sao. Lớp phó học tập bĩu môi lắc đầu, cậu không nghe thì thôi. Lớp 4 tuy là lớp trọng điểm nhưng trong lớp có một thành phần ngoại lệ, đó chính là Lâu Thành.
Lâu Thành là nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Tuy rằng thoạt nhìn anh là loại học sinh hư, nhưng nhân duyên của Lâu Thành rất tốt. Rất nhiều nữ sinh thích thầm anh bởi vì Lâu Thành thích đái khách, rất hào phóng, cộng thêm thành tích của anh dở tệ, nhưng không những không lên lớp ngủ gật, mà thi cử cũng nộp giấy trắng, cho nên quan hệ của anh với lớp học nam sinh rất tốt. Cho dù là học sinh như Lâu Thành mà vẫn có thể vào lớp 4, về loại học sinh chuyển trường như thế này, có thể vào lớp 4 thì có gì là không được. Khi Đình Nhuận tỉnh dậy, đầu óc choáng váng mờ mịt, cậu ý thức được có lẽ là mình bị ốm rồi. Muốn uống chút nước ấm nhưng phát hiện trong máy lọc không có một giọt nước. Cậu cầm cốc xứ nhiệt đi tới phòng học, rất nhiều người đang tự học. Cậu lấy nước uống xong nhưng cũng không có tác dụng gì. Cán sự các môn bắt đầu thu bài tập, Đình Nhuận cũng giao bài tập. Không ngờ rằng học sinh hôm qua mới chuyển đến lại có thể hoàn thành bài tập thứ 6 tuần trước giao. Cán sự các môn có chút kinh ngạc, mở bài tập của cậu ra xem, nhất thời xuất hiện cảm giác nguy cơ. Học sinh chuyển trường học bá. Hoàng Đan Lộ, cán sự môn tiếng Anh hôm qua, nhận bọc sách của Đinh Tuyết Nhuận cảm thán nói: "Cậu chăm chỉ thật, chứ tiếng Anh cũng viết rất đẹp." Môi của Đinh Tuyết Nhuận trắng bệch nói cảm ơn. Hoàng Đan Lộ lại nhỏ giọng nói: "Tớ đổi bọc sách rồi, bạn cùng phòng của tớ đều nói rất đẹp, hỏi tớ mua ở đâu." Cô mím môi: "Cậu mua ở chỗ nào thế?" "Trên mạng có bán, đằng sau bọc sách có in tên hãng, cậu tìm trên mạng là thấy." Sắc mặt của cậu rất không tốt, Hoàng Đan Lộ nghĩ muốn hỏi thăm cậu một câu, nhưng không biết sau đó lại không thể nói ra khỏi miệng được. Chủ nhiệm lớp nhanh chóng đi tới, đuổi mọi người ra bên ngoài tập trung. "Chào cờ rồi, nhanh lên, tập trung nhanh lên." Đình Tuyết Nhuận đứng lên có chút lung lay. Cậu không thích bị ốm, nhưng năm nào cũng vì đủ loại chuyện nguyên nhân mà ốm nặng một trận. Sức khỏe của cậu vốn không quá tốt, đây là khiếm khuyết từ trong bụng mẹ cậu. Cậu là người cuối cùng ra khỏi phòng học, thầy đầu nói với cậu: "Hôm nay em không cần đi chào cờ, em chưa có đồng phục, cứ ở lại trong phòng đi." Đình Nhuận cũng gật đầu, hôm qua thầy đầu nói với cậu rồi, đồng phục phải mua ở sở giáo dục 200 tệ một bộ đồng phục, rồi bình thường phải mua 2 bộ thì mới đủ dùng. Phương Bắc mùa đông lạnh, đồng phục của Lục Trung tổng cộng phân ra làm 3 mùa. Một bộ mùa hè là áo ngắn tay làm từ sợi bông nguyên chất, một bộ mùa thu để mặc vào mùa này, nhưng rất nhanh thôi là phải chuyển sang đồng phục mùa đông rồi. Đồng phục mùa đông gồm áo bông và quần bông, áo khoác thì đắt hơn một chút, 380 tệ một cái. Mọi người trong phòng đều đi cả rồi, cậu làm gục xuống bàn, đầu nặng như ngấm đầy nước. Khi Lâu Thành đi vào, nhìn thấy cậu đang ngủ, nói thầm trong bụng: "Học sinh chuyển trường này thật châu bò, ngày đầu tiên chuyển trường đã như vậy rồi, không chào cờ còn nằm sấp ngủ ngon lành." Sở dĩ hôm nay anh tới sớm như vậy là bởi vì hiệu trưởng Chu đã gọi điện thoại cho anh, có lẽ đã nhìn ra vết thương trên chân anh là giả, để anh biết dừng lại đúng lúc. Lâu Thành cũng có chút lúng túng, cũng xấu hổ không giả vờ thêm được nữa, hôm nay liền đi học sớm một chút. Bình thường anh không phạm lỗi lớn, nhiều lắm cũng chỉ phạm phải mấy lỗi nhỏ, như đi học muộn mà thôi. Có đôi khi thực sự có việc, anh cũng sẽ tùy tiện bị ra một lý do xin thầy đậu cho nghỉ, không quan tâm là có được phép hay không, dù sao anh đã xin rồi, nghỉ thì sẽ không đi học. Cho nên cũng không trách được chủ nhiệm lớp có thành kiến với anh, cũng như may là Lâu Thành không phải là học sinh làm người ta phải đau đầu. Tuy thành tích không tốt nhưng cũng sẽ không gây rắc rối. Học sinh chuyển trường ngồi sau lưng đang ngủ, Lâu Thành cũng thoải mái ở ngoài ra bàn, nghịch điện thoại rồi chơi game. Kết quả còn chưa chơi xong, phía sau một ngón tay nhẹ nhàng vỗ vào anh. Lâu Thành quay đầu. "Làm gì thế?" Khuôn mặt của Tuyết Nhuận trắng bạch. "Bạn học, cậu có biết phòng y tế của trường ở đâu không?" Lâu Thành nhìn thấy sắc mặt của cậu vô cùng kém, vốn đã trắng bây giờ lại thêm xanh xao. Trong lòng liên tưởng tới buổi tối hôm qua trời mưa. "Ở phía bên kia phòng học, cậu bị cảm hả?" "Không biết," giọng khàn khàn, đầu lưỡi liếm đôi môi khô nứt. "Có lẽ là sốt rồi." "Phát sốt mặt phải đỏ chứ, sao mặt cậu lại trắng bệch như vậy?" Đình Nhuận lắc đầu, cậu sờ trán mình rất nóng, rằng cậu có chút uể oải. "Vậy phòng y tế ở đâu?" "Ở tầng 1, Lâu Thành bổ sung. "Tầng 1 chỗ phòng học của học sinh lớp 12. "Ừ." Đình Nhuận đứng dậy, hai tay bám chặt vào bàn, người lung lay như sắp ngã. "Lớp 12 là khu nào?" "Là khu..."
Anh nói rõ ràng một lần, Đinh Nhuận nói một câu cảm ơn, bước ra khỏi phòng họp. Lâu Thành không thường giúp người làm vui, nhưng học sinh chuyển trường nhìn giống như sắp ốm chết tới nơi rồi. Rất thảm, anh cảm thấy thông cảm, cho nên gọi cậu lại. Này cậu, đợi một lát. Đinh Nhuận quay đầu, đôi mắt Lâu Thành hẹp dài, khi không cười thì lộ ra chút vẻ hung ác, nhìn không giống người lương thiện. Anh đảo mắt nhìn học sinh chuyển trường, dừng một chút nói. Thôi bỏ đi, tôi đi phòng y tế mua chút đồ, cậu đi với tôi. Trường học lớn như thế, lớp 4 tài ở lầu 1, cho nên bọn họ nhanh chóng tìm được phòng y tế. Đinh Nhuận ngồi xuống, bác sĩ sửa chán cậu một chút. Nóng như vậy, hôm qua em dầm mưa hả? Đinh Nhuận gật đầu, giọng đã khàn cả rồi. Dính một chút, bác sĩ lắc nhiệt kế đưa cho cậu, kẹp vào nách. Khi cậu đo nhiệt độ, Lâu Thành ngồi một bên nghịch điện thoại, Đinh Nhuận có thể nghe thấy nhạc nền là trò chơi Tiêu Tiêu Lạc đang thịnh hành. Cậu kèm nhiệt kế quay đầu nhìn Lâu Thành. Lâu Thành có lẽ rất thích loại trò chơi này, chơi rất chăm chú, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm màn hình, cái mũi cao thẳng hạ xuống, đôi môi khẽ mím. Anh rất cao, đeo một đôi giày thể thao Limited, còn đeo áo đồng phục mùa thu giống như là học sinh khác. Áo khoác đồng phục kéo tới ngực, bên trong mặc rất ít nhưng anh nhìn cũng khá cường tráng. Cho dù áo đồng phục rộng thùng thình cũng không che giấu được thân thể chắc khỏe hơn của các bạn cùng trang lứa. Hôm qua Đinh Nhuận phát hiện anh có cơ bắp, còn có cả cơ bụng nhưng không biết là có mấy múi. Lấy nhiệt kế ra, bác sĩ ngưng trọng mắt đầu. Phải đi bệnh viện bên ngoài truyền dịch mới được, cần 40 độ. Tuyết Nhuận vừa nghe thấy phải ra khỏi trường truyền dịch liền lắc đầu. Uống thuốc không được ạ? Bác sĩ lắc đầu, uống thuốc không hạ sốt cao được. Em học lớp nào, chủ nhiệm lớp là ai? Đinh Nhuận kiên trì, em uống thuốc là được rồi. Em học sinh này sao lại cứng đầu như thế? Em đang sốt cao, không hạ sốt được, lát nữa ngất đi là rắc rối lớn đấy. Bác sĩ cảm thấy kỳ quái, học sinh bình thường nghe thấy đi ra ngoài trường đều vô cùng vui vẻ, còn thiếu điều muốn đốt pháo, em này sao lại vậy? Thưa cô, buổi sáng em có tiết. Lâu Thành nghe phế thì cười. Học cha còn có nghe giảng, cậu nghe hiểu cái mông. Bác sĩ nói, đi học quan trọng nhưng cũng không thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Em ốm như thế này sao có thể nghe giảng được, đầu óc nóng như vậy làm sao học được. Lâu Thành lại vui vẻ, không ốm thì nghe cũng không hiểu, đầu óc không hỏng cũng không học được, không thì tại sao lại gọi là học cha. Bác sĩ lập tức viết giấy chuẩn đoán bệnh hỏi cậu tên gì. Đinh Tiết Nhuận im lặng xài dây. Lâu Thành đánh Tiêu Tiêu Lạc đột nhiên vỗ cậu. Hỏi tên cậu đấy, nói nhanh lên. Đinh Tiết Nhuận nhìn anh một cái, Lâu Thành trừng mắt nhìn cậu. Bạn học, tôi đưa cậu tới bệnh viện nhé. Đinh Tiết Nhuận biết anh muốn ra khỏi trường đi chơi, cộng thêm cơ thể cậu thực sự rất khó chịu, có thể còn vì nguyên nhân chưa thích nghi được với khí hậu ở đây mới đột ngột sốt cao như thế. Cậu nói tên của mình, Đinh Tuyết Nhuận. Tuyết Nhuận trong xuân phi tuyết phấn như hào nhuận. Lâu Thành cười khụ một tiếng, xa vờ xa vịt, còn thơ thẩn. Đinh Tuyết Nhuận nhìn anh ta một cái không nói gì. Bác sĩ đưa giấy chuẩn đoán cho cậu nghiêm túc nói. Xin phép giáo viên chủ nhiệm của em cho nghỉ, sốt 40 độ không thể để qua la được, nhất định phải khỏi xe đi bệnh viện, đã nhớ chưa? Vốn ra ngoài, Lâu Thành đặc biệt tích cực nói. Nói thật, anh ở trong lớp vô cùng mất tự do. Có đôi khi anh thực sự rất chán, cũng sẽ nghe giảng một chút, anh sẽ cảm thấy không khó, cũng có thể hiểu được nhưng không có nhấn lại học bổ trong những nội dung đằng trước. Hai người trở lại phòng họp, nghi thức chào cờ đã xong, Lâu Thành kéo cậu vào trong văn phòng rất chủ động nói với thầy đầu. Cậu ấy ốm rồi, sốt cao 40 độ, bác sĩ nói nhất định phải đi truyền dịch nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Khi anh nói biểu tình cũng rất nghiêm túc, là nghiêm túc phóng đại. Không chỉ có thế, anh còn ôm lấy vai của Đinh Tiết Nhuận. Thầy đầu, em thấy tiểu Đinh không đi nổi nữa, em nhất định phải đưa cậu ấy đến bệnh viện mới được. Cánh tay anh đột nhiên vòng lên, cả người Đinh Nhuận cứng lại mất tự nhiên. Thầy đầu nhìn về phía đôi giày thể thao của cậu, không nhìn thấy băng vải. Chân cậu khỏi rồi hả? Lâu Thành chột dạ cái đầu cười hề hề nói. Cơ thể em tốt, khỏi rất nhanh. Thầy đầu không lên tiếng nhìn anh một cái. Sau đó lại nhìn Đinh Nhuận, phát hiện cậu rất không ổn, trên mặt vừa trắng vừa đỏ, bệnh khí nồng nặc làm cho không khí trở nên có chút khó chịu.
Đình Nhuận mở giấy chuẩn đoán bệnh ra đưa cho thầy Đào nói: "Tối hôm qua em ra ngoài mua sách lập tập luyện, trời lại mưa, em không mang ô, khi trở về bị dính mưa, hôm nay cảm thấy có chút không thoải mái." Cậu ho một tiếng, sắc mặt kiên trì không đổi. "Thầy Đậu, em không cần phải ra ngoài, em uống chút thuốc hạ sốt là được rồi." Thầy Đậu nhìn giấy chuẩn đoán, sắc mặt đối với Lâu Thành thì bình thường đều khó chịu, bây giờ trở đến khoan dung hơn. "Không sao, nội dung bài học sáng nay đều là chứa bài kiểm tra hàng tháng, em không cần lên lớp cũng được." Tâm lý vững vàng của Lâu Thành bị chấn động. Hôm qua thầy Đậu bắt anh làm bài thi, hôm nay bắt anh phải đến trường để chữa bài. Nhưng đối với học trà mới đến này, thì thầy Đậu lại có thể nói cậu ta không cần lên lớp nghe chữa bài tập. Mẹ ơi, người này còn hết thuốc chữa hơn cả mình. Vậy thành tích của cậu ta tồi tệ đến mức nào, số âm chắc. Hơn nữa, thành tích tệ như vậy thì thầy Đậu còn nhìn cậu ta với vẻ mặt ôn hòa. Học sinh chuyển trường, nhà có quặng mỏ hay kỳ thật, cậu là thân thích của thầy Đạt sao? Lâu Thành nghĩ vớ vẩn. Sau khi lấy được giấy xin phép, anh còn vẻ vui mặt giúp đỡ cho Đinh Nhuận, giúp cậu đi ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa văn phòng, anh liền buông tay ra. Lâu Thành có chút sạch sẽ, nhưng mà học sinh chuyển trường này trông có vẻ trắng sạch. Cho dù trên mặt có vết thương, nhưng trên người mang một hơi thở sạch sẽ, làm người ta cảm thấy thoải mái. Lâu Thành còn không ngửi được một chút mùi thuốc lá nào trên người cậu. Anh vừa buông ra, Đinh Nhuận cũng thở ra một hơi cúi đầu nói: "Tôi đi lấy ví tiền." Cậu và Lâu Thành cùng nhau biến mất. Bạn học trong lớp bắt đầu thảo luận không biết có phải giải ra chuyện gì hay không. Tớ thấy hai người họ bị thầy Đậu gọi vào văn phòng, không biết đã gây ra chuyện gì nữa. Tớ cảm thấy rất có thể. Học sinh chuyển trường thế nào, thành tích có tốt không? Có thể vào lớp mình có lẽ cũng không phải dạng vừa. Sáng nay tớ thu bài tập của cậu ta, mở ra xem, tích cả ngày dường như đúng hết. Tớ cũng thu bài tập của cậu ta, cảm giác cậu ấy rất giỏi. Giỏi cái con khỉ, lớp phó học tập không thể nhìn nổi nữa. Lớp phó, sao cậu lại nói vậy? Cậu biết cậu ấy hả? Hôm qua nhìn cậu ta ở trong phòng tự học ký túc xá Nam, cậu ta rất chăm chỉ, chẳng qua là đang vùi đầu chép đáp án mà thôi. Nghe thấy lời của lớp phó học tập, mọi người đều ồ lên một tiếng. Vậy tại sao lại có thể vào lớp chúng ta? Ra khỏi trường, Lâu Thành hỏi số điện thoại của cậu. Hôm nay cậu đừng về trường nữa, cậu về trường sẽ làm tôi bị lộ. Nếu như cậu muốn về thì gửi tin nhắn cho tôi, biết chưa? Ừ, tôi chuyển nước xong thì sẽ đi về. Sắc mặt cậu ban nay vẫn trắng bệch, bây giờ lại có chút ửng hồng không bình thường, cộng với vết thương trên mặt nhìn trông rất tội nghiệp. Đừng về quá sớm, hay là cậu về ký túc xá ngủ đi, nằm ngủ trên giường vẫn thoải mái hơn nằm gục xuống bàn. Dù sao cậu nghe giảng cũng không hiểu gì, đi học cũng chẳng có tác dụng. Lâu Thành giúp Đinh Tuyết Nhuận bắt một cái xe, còn tốt bụng nói cho tài xế đưa người ta tới bệnh viện gần nhất. Đinh Nhuận đi bệnh viện, bác sĩ hỏi cậu muốn tiêm hay là truyền dịch, cậu lựa chọn tiêm bởi vì tiêm nhanh hơn. Lâu Thành không ngờ rằng Đinh Nhuận chưa tới 40 phút đã gửi tin nhắn cho cậu. Tôi tiêm xong rồi, bây giờ trở lại trường. Nhắc nhở anh nhanh chóng quay trở lại, một lúc sau Lâu Thành mới trả lời lại tin nhắn. Đờ mờ, cậu đừng tới lớp. Bác sĩ bảo cậu truyền dịch, cậu còn tiêm làm gì? Sao cậu lại không nghe lời bác sĩ? Con mẹ nó, tôi còn chưa muốn về sớm như vậy đâu. Tôi đang ở cách trường rất xa, cậu về ký túc xá ngủ. Được, có biết hay không? Đinh Nhuận không để ý tới anh. Có lẽ là do tiêm, cậu lên lớp vẫn còn chút mơ hồ. Nhưng khi giáo viên gọi cậu lên trả lời câu hỏi, cậu vẫn đứng dậy trả lời đúng. Buổi chiều có tiết toán của thầy Đậu chủ nhiệm lớp. Ông nhìn thấy Lâu Thành không có mặt hỏi Đinh Nhuận. Hai em cùng nhau đến bệnh viện, Lâu Thành đâu rồi, cậu ta không đưa em đi viện có phải không? Cậu ấy cùng đi với em, cùng ở với em cả buổi trưa. Ở bệnh viện, giường bệnh chật chội, cậu ấy chỉ có thể ngồi trên ghế. Ban nãy cậu ấy nói buồn ngủ quá cho nên về nhà rồi. Thầy Đậu quả nhiên là tin, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái cậu Lâu Thành này. Đinh Nhuận vừa nãy thì mới nhìn thấy quyển sách mới tinh của anh, biết được tên anh viết như thế nào. Chữ Vương bên cạnh chữ Thành, giản thể, ý là ngọc đẹp, rất hiếm thấy cái tên như thế này. Đinh Tuyết Nhuận xin thầy Đậu cho nghỉ nói: "Thầy Đậu, đây là sổ khám bệnh của em cần phải tiêm 2 lần nữa, ngày mai ngày kia phải đi bệnh viện, em có thể ra khỏi trường vào giờ ra chơi tiết thứ 3 buổi chiều không?" Thầy Đậu đồng ý, chú ý thân thể vốn là căn bản,
không có thân thể khỏe mạnh thì không thể học tập tốt. Đình Nhuận cũng gật đầu, cậu nói chuyện với Lâu Thành. Không bao lâu, Đình Tuyết Nhuận nhận được một lời mời kết bạn trên WeChat là Lâu Thành. Cậu vừa mới đồng ý, bên kia gửi một tin nhắn âm thanh. Đình Tuyết Nhuận rất thích giọng nói của anh, cậu rất thích nghe nhạc do giọng nam trầm bass. BBC Radio cũng chỉ nghe giọng trầm thấp, nhưng giọng của cậu lại không được hay như Lâu Thành. Đình Nhuận cẩn thận lấy tay nghe cắm vào điện thoại, nhấn vào tin nhắn âm thanh. Có lẽ Lâu Thành đang ở bên ngoài, giọng nói mang theo tiếng gió vù vù hung dữ nói: "Con mẹ nó, sao cậu không nghe lời tôi?"